Xin chào cả nhà. Hôm nay Lan chia sẻ món cơm gà chiên theo kiểu của người Nhật. Thì ở đây Lan có mua hai miếng gà. Hai miếng gà này thì người ta ướp rồi gia vị với cái bột giòn đó bà con. Thì mình chiên rồi mình ăn chung với cải chua của người Nhật và đậu. Với Lan luộc hai cái trứng, luộc trứng mình để lên trên và sốt lemonade với sốt nước tương. Mời cả nhà vào bếp với Lan. Cái chảo nóng rồi Lan chế dầu ăn vô đặng mình chiên gà nha bà con. Ở đây Lan luộc cái món đậu nha bà con. Rồi Lan để gà vô Lan chiên. Cái gà này thì mình mua người ta ốp sẵn nguyên miếng gì rồi nha bà con. Mình khỏi mất công mình làm. Cái đậu được rồi nha, Lan đổ nó ra nha bà con. Lan bắt nước lên chút xíu Lan luộc trứng nha. Rồi, để Lan coi cái miếng gà này được chưa nha. Quạt chở nó qua đây. Quạt. Rồi bây giờ Lan xúc nó ra. Lan để vô cái giấy gì cho nó hút dầu bớt bà con. Ở đây Lan để một bát nước sôi lên, Lan để vô nửa chén giấm nha, Lan luộc trứng. Lan luộc thêm một trứng nữa nha. Rồi trứng được rồi bà con ơi, bây giờ Lan vớt ra nha. Không đẹp bằng người ta rồi, người ta làm cái này tròn do à, nhầm người làm tròn đẹp lắm bà con ơi. Làm tắt lửa nha, xong rồi đó. Rồi rồi bây giờ bắt đầu Lan để đồ ăn lên nha. Rồi, trước tiên để hai cái trứng lên. Để đậu vô. Mình để gà lên nha. Đây. Đó. Mình để cái sốt này giống như rong biển rồi với bà con để lên. Đang để bột chua lên. Mùa hè ăn gì cho nó chua chua nó ngon bà con, kích thích vị giác. Rồi bây giờ Lan chế nước sốt tương lên nha bà con. Mặn lạc thì chút xíu mình để thêm nha bà con. Bây giờ thì Lan để ít vậy thôi. Lan để sốt lên bên đây lên nha.
xong. Tối nay Lan đã làm xong hai dĩa cơm Nhật nha bà con. Làm ăn theo kiểu Nhật, cơm gà chiên ăn theo kiểu của người Nhật. Mời bà con ăn cơm tối với gia đình Lan. Mời cả nhà. Mời cả nhà ăn cơm cá kho. Anh Liêm ăn cơm với cá kẹo kho. Đây nè bà con ơi. Đó. Let me know if you like it. Cho ông mừng cái quổng đi. Còn Lan like thì ăn cơm Nhật. No, you mời don't cả want nhà. It? What about some egg? Cho anh miếng giấy. That's mayonnaise sauce. Yeah, you've got mayonnaise in it as well. Bóc máy lại quạt đưa ngay đây nè, ăn cho nó mát không? Mời cả nhà ăn cơm. Hình như thứ tư này rễ. Phải không mấy cô? Ủa trái này này. Bà nói thứ tư rễ. Như ba. Wednesday, holiday. Yeah. Ủa trái này này. Mời cả nhà ăn miếng gà nha. Nóng quá hình như chắc ăn không hết cái này nổi. Không hết một dĩa nổi. Mời cả nhà ăn. Anh Ly mỏng thèm cá kèo kho. Ăn cái cải luộc. Thôi đừng bà, cháu có tóc con luôn rồi. Luộc hồng đào trong bà con nó còn đỏ nè. Nó chưa chín hết. Chín. Luộc hồng đào vừa chín tới rồi. Ủa sao ngon rồi. Rẽ với quán ăn ngon. Thì không có máy lạnh. Còn ghé là chỗ có máy lạnh là thì ăn không ngon. Gần ngã ba lò tẻ qua bãi rác cả gần á, quán ông pha cà phê sao cũng ngon ngon ngoại hơn. Anh uống là nào thì ba bệnh anh về ghé đó mua mấy ổi mì ăn này. Tới đó nó buồn tôi nói chuyện bốn năm mới 10 năm rồi. Ba mới chết 1 năm rồi. Mùa này nè, tháng 12, tháng 1 này gió bắt đi. Bắt mẹ rồi, mình về tháng 12 xong. Tháng 1 còn kết thúc rồi. Nói đi. Ăn không hết bà con ơi, bỏ mứa lại nhiều rồi. Để đó, mời ăn tiếp. Để đây từ từ ăn nữa. Thôi tới đây Lan xin kết thúc phim. Cảm ơn bà con bỏ thời giờ coi phim của Lan. Tại nãy mới ăn hết một dĩa cơm với khô. Cảm ơn bà con bỏ thời giờ coi video của Lan. Lan thành thật cảm ơn bà con yêu thích Lan. Nhớ đăng ký, ủng hộ và chia sẻ giùm. Lan thành thật cảm ơn. Xin chào cả nhà. Bye bye bà con. Bye bye. Anh Liêm bye bye. Bye bye, chào cả nhà. Ảnh năng. Mắt còn ăn.